Thưa quý vị, công trình đường xuống biển và cầu ngắm biển tại Hồ Tràm ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác thủy hải sản thương mại Biển Sáng đầu tư với kinh phí 52 tỷ đồng. Đây là một trong hai sản phẩm mới du lịch của huyện Xuyên Mộc trong năm 2022. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức cuộc họp để nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án tổ chức lễ bàn giao và khánh thành cầu ngắm biển vào dịp lễ Quốc khánh sắp tới. Theo phương án đã được đưa ra, lễ bàn giao và khánh thành cầu ngắm biển tại Hồ Tràm Xuyên Mộc sẽ được tổ chức vào chiều ngày 2 tháng 9. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 khách mời, đại biểu và du khách. Hiện tại, công tác tổ chức lễ khánh thành, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và cứu hộ cứu nạn biển đã được chuẩn bị chu đáo. Trong khuôn khổ sự kiện có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian kéo dài khoảng 2 phút, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách và người dân đến theo dõi. Tại cuộc họp với đơn vị tư vấn, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc thống nhất phương án tổ chức sự kiện, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.